Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình. Thì hôm nay sẽ là một cái video mới nữa về ngành dịch vụ logistics. Và mình muốn nói về tầm quan trọng của tiếng Anh trong ngành dịch vụ này. Liệu các bạn không có tiếng Anh thì các bạn có được nhận offer hay không? Liệu các bạn không có tiếng Anh thì các bạn có làm được hay không? Thì hôm nay mình muốn chia sẻ về cái kinh nghiệm và cái nhìn tổng quát nhất về tiếng Anh trong ngành dịch vụ logistics. Ngành dịch vụ logistics thì nó rất là rộng, có rất là nhiều sản phẩm khác nhau, và mỗi sản phẩm dịch vụ lại có nhiều vị trí khác nhau, và mỗi vị trí lại có cái nhu cầu về trình độ tiếng Anh khác nhau. Ví dụ như là các vị trí về cung cấp dịch vụ nội địa, kiểu như là làm vận tải này, khai báo hải quan này, làm hiện trường này, và một số cái vị trí khác mà về dịch vụ, về cung cấp dịch vụ nội địa mà mình cũng không nắm hết được. Nhưng mà về cơ bản là chỉ xoay quanh các cái dịch vụ nội địa thôi, thì không cần phải quá giỏi tiếng Anh. Bởi vì những vị trí này thì các bạn chủ yếu là sẽ làm với khách hàng nội địa, làm với các tổ chức, làm với các cơ quan và các đối tác trong nội địa, và thì tất nhiên là chúng ta sẽ sử dụng tiếng Việt của mình rồi. Thế nên là cũng không cần phải quá cao siêu gì về tiếng Anh, thậm chí là kể cả đọc hiểu, miễn là những cái vị trí như này thì sẽ chú trọng nhiều hơn về cái kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên là sẽ có một số các công ty đa quốc gia sẽ vẫn phỏng vấn bằng tiếng Anh. Cái này không phải là kiểm tra xem là năng lực tiếng Anh của các bạn như thế nào, để xét tuyển xem là việc các bạn có được nhận offer hay không, mà chỉ đơn giản là người ta phỏng vấn như thế để cũng muốn kiểm tra xem là các bạn có năng lực tiếng Anh hay không, hoặc là nó là cái việc bắt buộc trong một cuộc phỏng vấn của những công ty đa quốc gia, để họ sẽ phải báo cáo lại cái nội dung phỏng vấn với các bộ phận nhân sự bên headquarters. Nhưng mà về cơ bản là các vị trí nội địa, các vị trí cung cấp dịch vụ nội địa không cần phải quá giỏi tiếng Anh. Các bạn chỉ cần tốt, nắm vững về kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn là ok. Những vị trí khác như là vị trí operation hoặc là vị trí customer service, vị trí này phải giao dịch trực tiếp với đầu đại lý nước ngoài thì phải sử dụng tiếng Anh nhiều hơn, và tiếng Anh là một trong những cái yếu tố quan trọng để xem là bạn có được nhận offer hay không. Ví dụ như là mình đang làm gần như là customer service và cũng là operation, mình phải sử dụng 70% cái ngôn ngữ hàng ngày là ngôn ngữ tiếng Anh để giao dịch với đại lý nước ngoài, thậm chí là với hãng tàu của Việt Nam, nhưng mà bọn mình cũng vẫn phải sử dụng tiếng Anh. Ví dụ như các bạn có một lô hàng xuất đi từ Hải Phòng mà đi Mỹ chẳng hạn, thì rõ ràng cái vị trí operation hoặc là customer service sẽ không chỉ giao dịch với khách hàng ở Việt Nam, với hãng tàu ở Việt Nam, mà còn phải giao dịch với cả đầu đại lý bên Mỹ để kiểm tra, để cùng biết được là đại lý bên Mỹ cần những cái thông tin gì, cần những cái chứng từ như thế nào và cái quy định ra sao để có thể xử lý được một lô hàng xuất khẩu từ Hải Phòng đi Mỹ hoặc là ngược lại từ Mỹ về Hải Phòng. Thì đó là lý do các cái vị trí như là customer service phải sử dụng tiếng Anh nhiều hơn các vị trí cung cấp dịch vụ nội địa. Nếu những bạn nào mà muốn xác định theo cái ngành này, và khi mà những đặc biệt là những cái bạn mà mới ra trường hoặc là các bạn đã ra trường mà muốn chuyển sang cái ngành logistics này, thì để làm sao các bạn biết được là công việc của mình có đòi hỏi nhiều tiếng Anh hay không, thì các bạn hãy đọc thật kỹ về cái mô tả công việc, xem cái vị trí đó yêu cầu các bạn làm những cái việc gì. Nếu mà có liên quan đến việc phải trao đổi nhiều với đại lý đầu nước ngoài thì các bạn nên chuẩn bị tiếng Anh tốt hơn, bởi vì như mình đã nói đó, những cái vị trí như thế thì sẽ phải sử dụng tiếng Anh hàng ngày, mình nghĩ là phải chiếm 70% trong cái lượng giao dịch qua email. Thực tế là cũng không cần phải nói quá nhiều đâu, nhưng mà chủ yếu là cần phải biết đọc và biết viết, bởi vì cái ngành dịch vụ này nhiều cái nó cũng khá là rủi ro. Bởi vì nếu các bạn đọc một cái email các bạn không hiểu thì dẫn đến các bạn có thể làm sai, và những cái lỗi sai trong cái ngành dịch vụ này thì nó sẽ bị trả giá với rất là nhiều tiền. Nên là cố gắng chuẩn bị học tiếng Anh ở nhà nếu các bạn định hướng theo cái ngành này, và đặc biệt là ở cái vị trí customer service, những cái vị trí mà phải giao dịch nhiều với đầu đại lý nước ngoài. Nói thì có vẻ như là cần phải cao thủ về tiếng Anh, phải siêu về tiếng Anh. Tuy nhiên là các bạn cũng đừng quá lo lắng. Nếu các bạn định hướng theo cái ngành này, các bạn mới vào cái ngành này và chỉ
ứng tuyển vào những vị trí ví dụ như là junior staff thôi, hoặc là những cái vị trí staff bình thường, nhân viên bình thường, thì cũng không cần phải là quá cao siêu gì cả, nên cũng đừng quá lo lắng. Các bạn có thể nói không thực sự giỏi, nhưng các bạn có thể diễn đạt cái ý trong cái lúc phỏng vấn, bởi vì chủ yếu trong cái lúc phỏng vấn thôi, chứ còn làm thì quan trọng là các bạn đọc và viết được, bởi vì các bạn phải giao dịch email hàng ngày, chứ cũng không phải là các bạn phải luôn phải gọi điện sang đại lý đầu nước ngoài, mà chỉ chủ yếu là giao dịch qua email thôi. Nên thường thì phỏng vấn bao giờ nó cũng sẽ khó hơn một chút, nên là cứ chuẩn bị tiếng Anh, nói rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, cũng đừng quá lo lắng, cứ bình tĩnh. Cái vị trí này nói là cần tiếng Anh, cần tốt tiếng Anh, nhưng mà chủ yếu là cũng chỉ là đọc viết thôi. Còn nói thì mình có thể luyện hàng ngày, luyện dần dần được. Bởi vì những vị trí cấp cao hơn, ví dụ như team leader hoặc manager, thì mới cần phải nói nhiều. Bởi vì những vị trí đó là bắt đầu phải có nhiều cái cuộc họp với manager hoặc là với đại lý đầu nước ngoài nhiều hơn rồi. Nên bọn mình cứ đi từ 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 từ, cứ để vào được cái vị trí ví dụ như là nhân viên bình thường thì cứ đọc viết cho ổn đi. Sau đó là nếu định hướng là mình muốn phấn đấu lên những cái vị trí cao hơn thì phải trau dồi cả cái kỹ năng nói nữa. Từ trước đến giờ mình chỉ làm cho các công ty đa quốc gia thôi, nên là mình sử dụng tiếng Anh cũng khá là nhiều, nhưng mà chủ yếu chỉ là đọc viết. Mình sẽ còn làm rất là nhiều video nữa về cái ngành dịch vụ logistics này. Nếu bạn có câu hỏi nào thì cứ comment ở bên dưới video để cho mình biết nhá, thì mình sẽ cố gắng trả lời trong cái phạm vi kiến thức của mình. Mình làm trong ngành dịch vụ vận tải đường biển đã hơn 5 năm rồi, thì cái lượng kiến thức của mình về dịch vụ đường biển nó sẽ khá là ổn hơn. Cái ngành dịch vụ logistics này nó quá là rộng đi, có rất là nhiều sản phẩm khác nữa mà mình chưa được trải nghiệm qua. Tuy nhiên là mình sẽ cố gắng để trả lời các bạn trong cái phạm vi, cái kiến thức, cái khả năng của mình. Nếu các bạn thấy hay thì like và subscribe cho kênh channel của mình nhá. Mình sẽ làm nhiều đi video khác về cái chủ đề logistics như này nữa, thì hy vọng sẽ nhận được sự support của tất cả mọi người. Ok, thank you và hẹn gặp lại.